dũng theo lời xin kính chào quý vị hôm nay thì à, dũng gửi đến một cái phần à, dũng chuyển dịch từ một cái tin à, mới nhất ở kênh à, kênh fax chúng ta cũng biết kênh fax là được nhiều người cho rằng đây là một cái kênh mà à, thiên hữu hoặc là đứng về uh, trên phía tổng thống Donald Trump và một trong những cái kênh mà phải nói là uh, nếu mà nói là CNN thì là chống thì đây là một cái kênh ủng hộ tổng thống Donald Trump hôm nay thì ông Eric Sean của uh, kênh Fox có buổi phỏng vấn với ông Mike Allen ông Mike Allen là người đồng uh, sáng lập ra cái uh, chương trình cái kênh Axios một trong những cái kênh mà uh, thường phỏng vấn tổng thống Donald Trump và ông hay dành sự ưu ái cho Axios uh, ông uh, Mike Allen cũng là một trong những nhà chủ bút cụ nhà chủ bút của tờ báo chính trị gia đánh giá cao bởi Hoa Kỳ và thế giới là tờ political hôm nay ông Mike Allen trả lời phỏng vấn của ông Ericsson những gì mà ông Mike Allen đã nói chuyện với ông Kevin McCarthy. Ông Kevin McCarthy coi như là lãnh đạo của quốc hội về bên phía của đảng à, Cộng Hòa. Người này là người phát ngôn viên cho đảng Cộng Hòa ở tại, nếu mà chúng ta nói tại quốc hội, và cũng là một cánh tay phải của Tổng thống Donald Trump. Thì ông Mike Allen nói là đã có buổi phỏng vấn và những gì ông à, Kevin McCarthy đã nói sẽ được phát trên truyền hình. À, chúng ta theo dõi buổi à, trả lời này của ông Mike Allen với Eric Sean. À, xin quý vị à, theo dõi để dùng một chuyển dịch lại cho quý vị nhé ông là một người đã theo dõi mà nếu mà nói về chính trị gia thì ông nắm bắt rành hơn ai hết một cái quy trình tiến trình của guồng máy chính trị Hoa Kỳ thì ông nghĩ sao về những cái trở ngại mà hiện giờ Tổng thống Trump đang đưa ra cho ông phía bên ông Joe Biden những cản trở để trở thành chính quyền mới. À, tôi thấy rằng những cái trở ngại của Tổng thống đưa ra nó bất thường như trước đây nhưng à, phản ảnh của ông phía bên chính quyền Joe Biden thì ông đưa ra một cái thông điệp là không sao cả. Chúng tôi đã có kinh nghiệm và chúng tôi sẽ à, lo và chúng tôi phải làm những việc mà chúng tôi cần phải làm để mà chấp chính cho Hoa kỳ vào ngày 20 tây tháng một à, chúng ta cũng biết là GSA là General Service Agency à, đây coi như là một trong những à, nếu mà nói tạm dịch gọi là à, chủ à, nhà của guồng à, máy chính trị À, Hoa Kỳ họ là người mà chuyển giao uh, và quản lý cái mà, cái cái uh, tiến trình chuyển giao uh, khi có một người ứng cử viên đã đạt được số phiếu uh, 270 số phiếu đại cử tri thì tự động là mọi thứ sẽ được mở cửa chào đón chẳng hạn như là máy vi tính điện thoại di động uh, hồ sơ vân vân À, sẽ trao cho chính quyền mới để họ bắt đầu chuyển à, họ chấp chính và họ bắt đầu à, nắm những cái thông tin quan trọng để tới ngày 20 tây tháng 1 họ có thể qua à, điều hành à, chính quyền nhưng à, vì có thể bên phía ông Joe Biden đã có kinh nghiệm cho nên à, những cản trở mà hiện giờ phía tổng thống Trump chưa ghi nhận ông phía ông Joe Biden coi nó là không phải là những cản trở à, nặng Uh, hỏi ông về cái vấn đề mà hiện giờ cả hai đảng ghi nhận gì sau phía hậu trường không phải những gì chúng ta thấy ở bên ngoài báo chí thì ông mike allen nói là cả hai đảng đều ghi nhận rằng có tái kiểm phiếu có ghi nhận và sau khi chứng nhận lợi rồi thì cũng sẽ không thay đổi được kết quả hiện tại nhưng cần thiết phải làm để gây thêm cái sự mà à, tin tưởng cho người dân thôi chứ thật sự nó không thay đổi được kết quả của cuộc bầu cử đó là nhìn nhận của hai đảng về vấn đề mà hiện giờ chúng ta thấy sự ồn ào của kiểm phiếu tái kiểm phiếu và chứng nhận Uh, GSA uh, tới ngày 8 tháng 12 sẽ ghi nhận và chứng nhận và sẽ không có gì thay đổi theo lời tuyên bố và ghi nhận uh, chứng nhận của các tổng, uh, uh, tổng trưởng của các bang. Và chúng ta cũng thấy là uh, lãnh đạo của thế giới, của các nước thế giới cũng đã gọi chúc mừng ông Biden và ghi nhận ông là tân tổng thống cho nên họ cũng đã bắt đầu làm việc với lại phía ông Biden ông nói như thế nào những người cho rằng đây là cái cuộc bầu cử mà nhiều người vẫn cho rằng là tổng thống đã bị cướp và tuy là chính quyền và tòa án nói là không có bằng chứng cụ thể nhưng mà vẫn có nhiều người vẫn có còn suy nghĩ này thì ông nói như thế nào dĩ nhiên là chúng ta biết là à, chính cử tri hoa kỳ luôn có những cái à, à, lòng thiếu tự tin thiếu tin tưởng vào chính phủ nhưng mà những gì giọng điệu của tổng thống donald trump nói là đổ thêm dầu vào uh, cho lửa thì nó sẽ tổn thương chẳng những cho đảng dân chủ mà đảng cộng hòa mà tổn thương vào cái sự lòng tin của người dân đối với chính phủ thì tôi cũng đã nói chuyện với lại uh, lãnh đạo của đảng cộng hòa họ uh, tôi nói rằng là trên đường dài ảnh hưởng về lâu về dài thì nó không phải chỉ ảnh hưởng ông Trump mà nó ảnh hưởng luôn cho đảng Cộng Hòa tại vì quý vị nên nhớ rằng ông Trump có thể làm tổng thống 4 năm 8 năm nhưng đảng Cộng Hòa còn phải lãnh đạo toàn nước Mỹ và còn nắm quyền quốc hội về lâu về dài bộ uh, các ông không lo ngại về vấn đề những cái thông điệp những điều mà tổng thống nói hay sao nó sẽ ảnh hưởng tới đảng cộng hòa và ảnh hưởng tới vấn đề an ninh của hoa kỳ và hiện giờ thì đảng Cộng Hòa nhiều người cũng nói là những điều phát biểu của Tổng thống Donald Trump hầu như là nó là đơn phương Ông chỉ lo cho cái quyền lợi của ông cho nên thành ra đảng Cộng Hòa đã không có đứng ra tuyên bố, đồng tuyên bố Cũng giống như yểm trợ những cái suy nghĩ của Tổng thống Donald Trump nhiều người cho rằng là tổng thống sẽ không bao giờ gọi ghi nhận là ông đã thua hoặc là chúc mừng ông Biden ông ông cái cuộc phỏng vấn của ông với uh, ông Kevin McCarthy thì nó như thế nào hoặc là ông nghĩ là tới khi nào và có ngày nào mà tổng thống sẽ ghi nhận hay không tôi nghĩ là câu trả lời của câu hỏi của ông nó có hai phần uh, tôi đã nói chuyện với Kevin McCarthy uh, người này là coi như là phát ngôn viên của đảng cộng hòa ở tại quốc hội và ông khẳng định ở tôi đã có ghi hình và sẽ phát uh, sóng là ông Kevin McCarthy nói là tổng thống Donald Trump sẽ ghi nhận là ông đã thua và sẽ gọi cho ông Biden nhưng mà gọi là chấp nhận là ông thua hay ông bị uh, cướp hay không? Đó là cái sự mà quyết định của tổng thống. Cho nên khi mà hội nói là ông chịu thua một cách hòa nhã hay ông chịu thua theo cái suy nghĩ của ông thì quý vị hãy đón xem cái phần trả lời. Nhưng ông Kevin McCarthy đã ghi nhận là tổng thống Donald Trump đã sẽ uh, ghi nhận là ông Biden là người thắng cử còn ghi nhận bằng cách nào hay không đó là tùy theo mỗi người và chúng ta chỉ có thể gửi tới thông điệp đây là một cái nước quốc gia tự do một cái nền tự do thì chúng ta phải nhìn vô trong tương lai không thể nào nhìn vào cái quá khứ những gì mà chúng ta ủng hộ yểm trợ cho tổng thống Donald Trump và cho cái nền tự do Hoa Kỳ và đảng nào chúng ta hãy uh, giữ cái thông điệp đó cái tư tưởng đó để đưa vào và áp dụng vô trong tương lai đừng có dùng nó để đi ngược lại cái quá khứ nó sẽ phản tác dụng cho nên thành ra tôi chỉ có thể nói như thế là chúng ta nên dồn sức của chúng ta để đi tới, chứ đừng dồn sức để đi lui trở lại. Xin cảm ơn quý vị. Đây là tư duy của Hoa Kỳ, đó là tư tưởng của Hoa Kỳ. Xin cảm ơn ông và xin hẹn trở lại.